Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về dự án online.io. À, đây là một dự án các bạn có thể cùng nhau thay đổi về thế giới internet. Hiện nay về phần thông báo token thì dự án đang trong giai đoạn bán. À, số tiền đã huy động được là 47 triệu 186.412 đô tương đương với số token OAO đã được bán là 1 tỷ 552 triệu 228.040 uh, token giá của OIO hiện nay là 0,04 đô với sự đóng góp của hơn 3.237 thành viên mã thông báo trực tuyến OIO là một trọng tài sản số duy nhất sẽ mở internet từ quảng cáo phần mềm độc hại và phần mềm theo dõi dẫn đến trang trải nghiệm duyệt web thú vị và an toàn với lợi ích đáng kể cho cả nhà khai thác web và người dùng cuối các bạn nhân white paper, bạn trình bày white paper của dự án đã có trên website hãy tải về và nghiên cứu nhanh chóng về dự án này. À, tham gia bán mã thông báo ngay sau khi mà các bạn thấy ok với dự án, Bởi vì dự án này đã huy động được số tiền rất là lớn, hơn 47 triệu đô rồi. À, các thông tin cập nhật khác ở trên các bạn sẽ đưa à, à, thông tin như là Facebook, Twitter này, ờ vân vân các bảng tin mà mọi người có nhận xét đánh giá về online.io giành vị trí số 1 tại hội nghị hàng đầu về phân cấp D10E tại Theo FV. Hoặc các nhận xét như là về tích hợp mới thú vị của online sẽ áp dụng vào giao thích ban co. Đây là các đối tác hoặc là các thông tin có đưa tin về dự án online rất nhiều. Về phân phối mã thông báo, Ờ, phân phối mã thông báo sẽ có 5% mã thông báo OIO sẽ được dành riêng cho các cố vấn đối tác 10% được phân bổ cho mục đích tiếp thị và trung thành 15% số thẻ sẽ được dành riêng cho công ty 70% dành cho đợt phân phối cộng đồng OIO Sự kiện bắt đầu bán mã thông báo bán trước vào ngày 15 tháng 6 năm 2018 Bán công khai vào ngày 10 tháng 7 Ngày kết thúc bán sẽ là 31 tháng 7 năm 2018 Vậy chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc rồi Số OIO tối đa sẽ là 2,5 tỷ Mã thông báo với giá 0,04 đô Xót cap của dự án này 5 triệu Hết uh, kép của dự án này là 50 triệu đô Về phần uh, câu chế thưởng nhà Với thời gian như là từ mùng 10 tháng 7 cho đến 31 tháng 7 hiện nay Thì sẽ không có phần trăm tiền thưởng nào Nhưng các bạn hãy nhanh chóng đăng ký để mua dự án này Vì dự án này rất tiềm năng các tính năng chính của Online IO Không quảng cáo Với thời điểm này người dùng web đang trả tiền để duyệt Internet Thông qua đăng ký hoặc thông qua các khoản phí ít minh bạch hơn Không theo dõi trong xã hội kết nối ngày nay, các công ty đã áp dụng thực hành ít minh bạch hơn về bảo vệ quyền lợi theo dõi. Tất cả các thông tin nhạy cảm cũng như là hồ sơ tài chính về sức khỏe thường được thu thập, do đó nằm tăng vô số mối quan tâm về quyền riêng tư, bảo vệ chống virus, với sự mở rộng của Internet và mức độ kết nối cao dẫn đến một sự gia tăng tương tự hoặc có thậm chí kích tính hơn trong một cuộc tấn công mạng nhằm thu thập thông tin nhạy cảm và bí mật. Bạn duyệt web nhanh hơn. Tiện ích mở rộng trình duyệt, ứng dụng trên di động, dựa trên Ethereum với giải pháp của sử dụng mã thông báo ERC20 tiêu chuẩn từ nền tảng của Ethereum sẽ đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm đầy đủ. Có nghĩa là tất cả các giao dịch sẽ được hiển thị trên blockchain công khai. Uh, vì tiền ví sẽ hoạt động trên tất cả các hệ điều hành và trình duyệt chính điện thoại di động máy tính bảng có ứng dụng cho ví và trình chặn cho quảng cáo người bán có thể chấp nhận thanh toán mã thông báo qua hệ thống thương trường nhà yeah. trang web thì của chúng tôi sẽ có nhấn mạnh đầy đủ dành riêng cho việc tìm kiếm tất cả những lời bạn có thể mua bằng cách sử dụng hệ thống thương gia được phát triển trong nhà vậy thì làm thế nào online có thể hoạt động Cơ sở bổ ích tài chính của các nhà khai thác web sẽ là bằng chứng trực tuyến. Cụ thể đó là con số định lượng và người tham gia người dùng. về về phần sơ đồ. Hệ sinh thái như là các trang web này có giải pháp của OIO. Người dùng thời gian các trang web với IO. Người dùng sẽ nhận được thẻ trước để xếp hạng tất cả các trang web. Người dùng đóng vai trò là người giữ mã thông báo OIO có thể sẽ được mua bởi và được trao đổi trên với tiền fiat để mua các sản phẩm hoặc là trao đổi với hệ thống chuyên dụng. Dropmax của dự án, ý tưởng đầu tiên xuất hiện vào tháng 6 năm 2017, tháng 12 xác thực tiềm năng của ý tưởng, tháng 1 là quý 1 năm 2018, nghiên cứu blockchain, phát triển giai đoạn nghiên cứu hoàn thành xuất bản white paper hoàn thành ngấp mạng thử nghiệm cho mã hợp đồng Tháng quý 2 thì tiến hành nền tảng TGE quý 3 sẽ tiện ích mở rộng trình duyệt Chrome Firefox Beta các bản hợp đồng thông minh và mã thông báo ICE tổng quan trang web cho phát hành chủ sở hữu và mã thông báo OIO quý 4 sẽ tiến hành bảng điều khiển web cho nhà phát hành chủ sở hữu thẻ và bắt đầu phát triển các ứng dụng di động và các thông tin sang quý 4 năm 2019 sẽ trình cắm giải pháp phát hành thương mại điện tử. Đội ngũ của dự án bao gồm rất là nhiều các thành viên có kinh nghiệm giám đốc điều hành cũng như là người sáng tạo, giám đốc công nghệ vân vân. Ông A Lulian Flora là giám đốc điều hành và người sáng lập. Giám đốc công nghệ là ông Alexandru Etrimai và khá nhiều các thành viên khác của dự án. Ban cố vấn của dự án đây, Hiện nay đối tác của dự án như là micro uh, clever rister uh, một vài các câu hỏi thường gặp đã có giải đáp ở trên website các bạn có thể xem trực tiếp trên web hãy liên hệ với dự án nếu như các bạn vẫn còn thắc mắc gì bằng cách điền tên email và tin nhắn của bạn đây hoặc là có thể tìm hiểu thông tin trên facebook twitter các kênh công chúng của dự án cảm ơn các bạn đã lắng nghe video và hẹn gặp lại các bạn